Xin chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Bi Audio Sài Gòn. Ai đang xem kênh của Bi thì quý vị nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh để quý vị liên tục cập nhật được tình hình bên mình. Và Bi kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Hôm nay Bi sẽ test một bản nhạc Tây Guadalupe Technique với mix kèn và trap cũng kèn luôn. Và điều đặc biệt là mix với kèn là đều làm bằng gan nha quý vị. Cặp loa với model SB660 và loa bass của nó rất là lớn, bass 30, bass 3 tấc nha quý vị. Cặp loa rất là đẹp quý vị ạ. Technique là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Nhật Bản. Nói chung là ai cũng biết tới dòng loa này. Và quý vị biết là dòng loa này chúng ta để nghe nhạc là chủ yếu nha quý vị, chúng ta không nên dùng để karaoke. Loa bên Bi bán thì loa nào karaoke, có những loa karaoke quý vị ca nhưng mà nó cũng cháy đúng không? Thì những đối với những dòng loa này thì chúng ta không nên ca. Và cái dòng SB660 này nó có công suất tối đa một thùng là 50W nha quý vị. Tối đa một thùng là 50W, trở kháng là 95 dB, trở kháng là 8 ohm và độ nhạy là 95 dB nha. Hôm bữa thì Bi có test nhạc trữ tình rồi, Bi chưa có test nhạc tay, nhưng mà thật là ổn nếu như chúng ta với cái mic gan, cái mic kèn và trép kèn bằng gan như thế này mà không test nhạc tay cho quý vị cùng thưởng thức thì quá khó ư là tiếc. Tại vì cũng rất là lâu rồi mình mới có cặp loa này, nên là để có lại thì cũng không biết bao giờ. Nên hôm nay mình sẽ test nhạc tay luôn để quý vị cùng thưởng thức cái chất âm của cái dòng Technique này. Dòng Technique nghe nhạc cực kỳ ổn quý vị. Nói chung là nghe nhạc vàng rất là được nhiều người sưu tầm. Bây giờ Bi quay lại phía sau nè, quý vị nhìn kỹ thùng vách của nó nha. Đây, nó được sản xuất tại Nhật Bản nha quý vị. Rồi, trạm của nó nè, quý vị nhìn cái trạm, nói chung là rất là cổ điển. Trạm này mà bị hư thì mấy cái thay thế thì quý vị biết nó lô ngay. Yeah. Rất là đẹp, cặp loa còn rất là đẹp quý vị ạ. Mặc dù tuổi đời của nó cũng rất là cao, nó cũng rất là nặng nha quý vị. Nó cao 67cm, nó rộng 40 và nó sâu 28. Nó sâu gần 29. À nó sâu 30 chứ. Tính cái phần dôi ra của cái loa mic nè, cái này là loa mic nha. Loa mic đây, loa trep đây. Và lỗ thông hơi nó hình vuông, có cái lưới chặn lại như vậy quý vị. Lưới nó như vậy nha. Lưới nó là như vậy đây, một cái lưới đây. Thôi, nó không có cái lưới bên ngoài nha quý vị, chứ không phải là bị mắc lưới. Không phải bị mắc lưới nha. Để Bi rọi cái họng kèn của lô mic quý vị nhìn nè. Nó sâu. Nó phải sâu 25 á nha quý vị, rất là sâu luôn. Còn chiều rộng của cái kèn này là 30 nè. Cái mic kèn là 30 nha. Còn cái trép này cũng trép kèn luôn đây. Và nó đều làm bằng gan hết. Mic và trép chất liệu nó đều bằng gan hết. Còn cái loa bass này với đường kính là 30. Gan mút mềm nha quý vị. Còn cái màng của nó là màu xám nha. Và nó có những cái vòng tròn bên trong, trên cái màng đó, chứ không phải là màng trơn nha. Quý vị nhớ là nguyên bản của nó là như vậy nha. Và nó có thêm hai cái núm căng tăng chỉnh này nè, mic và hai nè, loa mic và loa trép đây. Và mức giá thì bán cặp loa Technique SB660 này là 9 triệu đồng nha quý vị. Và quý vị đừng quên là đây là cái USB bên mình bán nha. Đây, phẩm miệt mài bán USB với dung lượng 128GB của hãng Kingston. Với dung lượng này nó sẽ chứa được 200 cuốn CD, nhưng mà không chép được nhạc tay nha quý vị. Nhạc tay thì quý vị phải dùng để nhổ cứng 1T 1000G thì mới đủ dung lượng để chép. Còn cái này Bi sẽ chép nhạc Việt thôi. Nhạc Việt nhưng mà nhạc hải ngoại, nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc hòa tấu nha quý vị. Và với bộ USB này thì chúng ta nghe cũng rất là lâu và sao rất là rẻ sao ra với có số tiền CD, mua CD cho quý vị. Và quý vị có thể mang theo bên mình để nghe laptop, nghe ô tô,
Còn ở nhà thì chúng ta gắn vào những cái TV Smart, TV thông minh, đầu dãy mã DAC mà đọc được USB thì quý vị có thể nghe được rồi. Chúng ta và nhạc bên mình là nhạc lossless chất lượng cao nha, không phải nhạc MP3 hay nhạc YouTube lấy về đâu nha. Nên có những cái có và những cái không, chứ không phải cái nhạc nào bị cũng có đâu. 9 triệu đồng, ai cần thì alo cho mình sớm. Và bây giờ Bi sẽ mở một bản nhạc tay để quý vị cùng thưởng thức những cái dụng cụ, những cái đạo cụ của một bài hát. Like someone who has met.
Freedom.